Ăn một tô phở rất là ngon, nhưng buổi sau ăn tô phở đó lại thì cũng thấy ngon đó,
thứ ba ăn khổ phở là thấy ớn rồi, thứ tư gặp khổ phở đó lại là chúng ta thấy là cả một địa ngục luôn, thấy không? Đó. Như vậy chúng ta biết rằng những cái gì, những khao khát cuộc sống chúng ta luôn luôn khao khát thỏa mãn cho sáu giác quan, nhưng khi không được thỏa mãn thì chúng ta là khổ, mà được thỏa mãn thì chúng ta sợ mất, chúng ta cũng khổ. Mà dễ như những cái nhu cầu đó mà nó không có mất, nó tồn tại mãi, thì chúng ta bị sao? Chán mà chúng ta lại đi tìm một những cái mới đó. Do đó nên các vị biết rằng trong đời sống này đương nhiên là chúng ta phải đáp ứng nhu cầu của các giác quan, đúng, điều đó hoàn toàn đúng. Chúng ta mặc quần áo nè, đáp ứng nhu cầu cho ấm áp nè, chúng ta dùng điện đáp ứng nhu cầu của mắt nè, chúng ta cắm hoa cho nó đẹp nè, chúng ta nghe nhạc cho nó giải trí nè, cái đó hoàn toàn không có gì sai hết trơn. Nhưng nếu chúng ta cho rằng những điều đó là hạnh phúc, cái đó điều đó đem lại phúc cho mình là sao, mình mượn cái đó để mình tạo hạnh phúc cho mình thì được, nhưng mình lệ thuộc nó trở thành đau khổ. Nhưng mình nói không có xa, nó gần đây, tất cả các vị đây đều có vợ có chồng hết. Khi mình quen một người nào đó, khi mình yêu người đó, mình nghĩ rằng người đấy sẽ đem hạnh phúc đến cho mình, mình có chịu lấy chứ không? Nhưng thật sự mình nghĩ lại đi, thật sự người đó đem lại hạnh phúc cho mình, mà mình mượn người đó để chính mình đem hạnh phúc cho chính mình, cái người đó đem hạnh phúc cho mình được. Và chính cái người bạn đời đó cũng nghĩ rằng mình sẽ đem hạnh phúc đến cho họ. Và khi hai người có việc gì không vừa ý nhau thì bắt đầu cái hạnh phúc nó đổi nó, nó ra đi liền, mà trở thành mâu thuẫn nhau rồi ra tòa ly, bị gì đó. Chúng ta biết rằng cái nhu cầu cái giác quan phải có, chúng ta phải ăn, phải mặc, phải ngủ, vân vân hết trơn. Nhưng mà nếu chúng ta rằng cho rằng cái đó là hạnh phúc thì hạnh phúc đã trở thành dung tục. Cũng như ai chúng ta đi làm thì phải có tiền đó, nhưng đồng tiền không phải là hạnh phúc. Đồng tiền có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta, đúng, hoàn toàn đúng, đó là phương tiện mang đến thì được, nhưng đó là hạnh phúc thì là sao? Đồng tiền hạnh phúc của nó, tờ giấy hạnh phúc sẽ được, thấy không? Nhưng khi chúng ta lệ thuộc đồng tiền thì chúng ta còn khổ hơn người không có tiền. Hồi tôi qua bên châu Âu đó, có một số người Việt bên đó họ bị kẹt cái vụ này. Khi họ làm bao nhiêu năm bên đó họ có nhiều tiền lắm, họ không có xài, không bỏ nhà băng, họ bỏ thùng, bỏ trong thùng. Rồi khi họ đi bảo lãnh cả gia đình hôm qua rồi thì không còn ai ở Việt Nam nữa, tất cả đều còn bên đó ở trở. Nhưng kẹt nổi là tiền quá nhiều để trong thùng. Ở bên châu Âu á, tiền mặt không mua đồ được, mua bánh mua kẹo rồi chơi thôi, mua xe mua nhà mới được, không có được, phải tiền trong ngân hàng, mà họ không bỏ ngân hàng. Tới bây giờ họ đã khổ là còn một khối tiền thì là bự, mà xài không được, mà cho thì không được, thấy không, nó kẹt vô cùng. Thì ở đây cũng có, chứ không, ở đây cũng có, ở Mỹ cũng có nhiều người như vậy đó. Đó, nếu chúng ta có quá nhiều tiền mà chúng ta không biết xài, và chúng ta lệ thuộc đồng tiền, chúng ta còn khổ hơn những người không lệ thuộc đồng tiền. Nếu chúng ta đứng về cái mặt sung sướng vì tiền hay sung sướng không vì tiền, các vị làm một bữa nào đem thử đi, vào ở trong nói gọi cái gì, shelter ở chung cái trường hợp rồi, họ sướng mình nhiều lắm, họ thân mình. Tôi cho mình lết nhiều lần mà biết mình để hàng chuối gì đó nha, quần áo giày mũ chuối, họ đến lấy một trái thôi, không giờ thấy hai trái thôi, trứng gà mình lùa đến bao nhiêu đó lấy trứng này, còn bình thường lấy hai trứng nha, từ mình không có nghèo với họ mà đến lấy hai trứng liền, họ lấy một trứng một đó nha, mình đưa cái áo cho họ rồi đưa cái nữa đó không đâu, không cần, tức là nhiều cần như họ không cần vậy đó, không cần. Đứng vào cái đời sống mà cái kiểu vậy thì họ hạnh phúc hơn mình đó nha. Họ có nhà để lo giữ, họ có xe để lo giữ, không lo trả bill ra phòng về trời, thấy không? Rất là sướng. Nhưng cái đời sống đó nó gần một nhiều hơn là với đời con người. Cho nên chúng ta có đời sống thế này là đời sống của con người, gần con người hơn. Và nếu chúng ta lệ thuộc thì chúng ta khổ hơn một bậc, thấy chưa? Chúng ta phải biết rất rõ cho Đức Phật dạy rằng cái mà lệ thuộc đời sống vật chất nó không phải là cái đời sống hạnh phúc. Thứ hai
là dấn thân theo lối tu khổ hạnh ép sát rất đau đớn, không cao thượng của ích. Vậy chúng ta thấy rằng tu mà tỉnh khẩu nè, cái ta làm đấy nha, tu mà coi như là diệt ăn là trừ cái diệt ăn trị bệnh thì là được. Bên chùa cũng phải lâu lâu cũng diệt ăn, còn thì nghỉ giờ để tâm đạo đâm diệt ăn đó, diệt ăn còn sống cái này đó để trị bệnh thì tốt, mà có thể mình nó thanh lọc có thể thì tốt. Còn mình tu mà cách diệt ăn, cách ngồi cho nhiều rồi này kia là cái đó nó không đúng đâu, hành hạ cơ thể là nó không đúng. Ngày xưa tôi qua bên Miến Điện á, tôi ở trong trường thiền á, tôi có hỏi một vị thiền sư là ngồi thiền ngồi bát già hay kiết già thì là đúng. Thì ông ngài đó nói chuyện buồn cười lắm, ông nói là thầy đến đây thầy hành thiền chứ không phải thầy hành hạ. Hành thiền chứ hành hạ, tại sao phải ngồi bát già, tại sao ngồi kiết già, thầy ngồi cho thoải mái là được rồi, cái bát già kiết già không quan trọng gì trơn hết. Thì từ đó sau tôi bỏ cái định này, xóa cái vấn đề xưa của cái già không, bỏ cầu sáng được, giờ ngồi cái ghế rồi để được cái sao đâu. Cái quan trọng là chúng ta có thực hành hay không. Còn ngồi kiết già rồi mà cứ dò cái tư thế mình ngồi đến mọi người nhìn xung quanh mình ngồi thiền ngồi rồi là cái đó đâu thực hành gì được đâu. Còn ta ngồi trên ghế thư giãn là thực hành được tốt hơn ha. Thì chúng ta nên chọn tư thế nào thoải mái nhất mà thực hành, đừng có ép sát khổ hạnh gì đó. Đừng, đạo Phật không có chủ trương khổ hạnh đâu, không có đâu. Khổ hạnh mà thành Phật thành thánh là Đức Phật đã 6 năm khổ hạnh ngày có thành gì đó. Nhớ nè, Đức Phật trong 6 năm khổ hạnh không thành gì đó thì thất bại, ngày thất bại trong 6 năm luôn, sau đó thì bỏ cái đó. Thì vấn đề đây nó có vấn đề nó hơi tế nhị trong Phật giáo, nó còn vẫn tồn tại vấn đề ăn chay ăn mặn. Nếu vì ăn chay được thì ăn chay tốt cũng sao cơ, còn nếu các vị là ăn chay không được ăn mặn thì cũng tu được bình thường, giống như thiết là ăn chay cũng tu đâu đó. Nếu chúng ta, tôi nói lại rất rõ chứ tôi không có biểu các vị bỏ chay ăn mặn thôi chuyện đó đâu nha. Tùy mỗi người hoàn cảnh điều kiện sức khỏe nó nhiều yếu tố lắm, mà nếu các vị nào chưa thể không ăn chay được ăn mặn thì tu vẫn được như thường, vẫn đắc đạo như thường thôi, đạo hết. Hồi tôi qua bên Miến Điện Thái Lan ở các ngài ăn mặn không à, các bạn cũng chính đàng hoàng, vẫn có cái đời sống rất là rất cao thượng. Và ngài Đại La Lama mình ngài cũng đâu ăn chay đâu à. Nhưng mà không có nghĩa các vị đang chay thì giữa mạng không phải đó, tôi không nói gì đâu. Nhưng mà chúng ta đừng lệ thuộc vào mấy cái chuyện đó. Chúng ta ăn cái gì cũng được đó. Và chúng ta có điều này trong người Việt Nam vậy nè, mà các cái cộng đồng các vị, khi chúng ta ăn chay coi thường ăn mặn, người ăn mặn lại chê người ăn chay, các ăn được. Tùy mỗi người, người ta mới ăn gì ta ăn ăn bằng cái gì, và cái miệng của người ta ăn, miệng mình đồng rồi mình lại lên tiếng phải không? Để đó cố gắng chúng ta xóa cái lầm đó đi. Ai thích ăn thì ăn thôi, cái nào ok được, quan điểm tôi cái nào ok được. Nếu mình ăn nó trong chánh niệm tỉnh giác, mình ăn nó trong giới luật là được rồi. Còn cái chuyện ăn gì không quan trọng gì hết. Đức Phật giải rất rõ là không có hành chấp xét. Thì Đức Phật dạy tâm lý đầu tiên là khổ. Chứ khổ này không có nghĩa là đau khổ, trong tiếng Việt không có nghĩa đó. Thì Đức Phật dạy thế này, thế nào là khổ? Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, phải sống những gì ghét là khổ, xa cách những gì mình thương là khổ, không đạt được những gì muốn là khổ. Nó bám chặt vào thương mà xa, ghét mà gần. Các bạn muốn không được, đúng không? Cậu quá đắc khổ lắm mà muốn không được. Rồi các vị xem nè, để sống này nè, thì thông thường chúng ta nghĩ rằng đạo Phật nó đời là khổ là vì tại sanh già bệnh chết, thương mà xa, ghét mà gần, muốn không được. Thực ra cái này không phải là khổ, tôi chứng minh cái này không phải là khổ nè. Nhờ sinh mới có mặt mình trong cuộc đời này chứ không có sinh sao có mặt mình cuộc đời này được, thấy không? Và các vị biết rằng ở trong gia đình mình có tiếng khóc của đứa em bé là gia đình rất là hạnh phúc, tiếng khóc em bé rất là hạnh phúc,
Cho nên chúng ta biết là không có sinh sao có mặt mình trong cuộc đời này để mình học Phật pháp, mình lái xe chạy ra nay quay vòng vòng, xem tivi, mình đi chơi đồ đạc đến thuận pháp để mình gặp gỡ nhau được, nhà sinh nè, thấy không? Sinh mới là khổ. Già mới là khổ. Nếu chúng ta không già thì mảnh đất này chỗ đâu mà chứa? Và chúng ta không nhờ già trở thành ông nội, ông ngoại mà ông ngoại bà nội được. Chúng ta không trở thành người già thì làm sao con cái mình đã trưởng thành được? Già là gì? Già chẳng qua mình so sánh với mấy đứa nhỏ. Giờ con cháu của mình đã trưởng thành hết thì mình thấy mình già hay đâu. Cho nên cái già này không có phải là khổ, nó là hạnh phúc đó. Vì nhờ chúng ta già, con cháu chúng ta mới trưởng thành. Cho nên hỏi các vị cứ sống mà cứ trẻ mãi thì mấy đứa nhỏ làm sao nó lớn được, thấy không? Cho nên cái già này nó là khổ đâu. Cái bệnh này có khổ không? Bệnh là một cái quy luật chuyển đổi sinh lý ở trong cơ thể chúng ta thôi. Thì chúng ta bắt đầu sinh ra là chúng ta có bụng mẹ là bệnh rồi đó, bắt đầu bệnh rồi đó. Tức là muốn mọc răng thì bị ỉ chảy không? Còn mẹ nó không rập chỗ đúng nè, mọc răng thì bị ỉ chảy nè, là bắt đầu sốt lên nè, không có đủ thứ chuyện. Và cả từ khi sinh tới khi già, cơ thể mình luôn luôn thay đổi, thay đổi từng tế bào luôn thay đổi và vô thường đó. Thì cái sự thay đổi đó là bệnh gì ạ? Cái bệnh này á, tất nhiên chúng ta không ai muốn, nhưng cái điều đó hiển nhiên chúng ta thấy là hàng năm bác sĩ ra trường biết bao nhiêu mà bệnh nhân không bệnh, và bác sĩ cũng bệnh hơn bệnh nhân nữa. Cái chuyện bệnh là chuyện đương nhiên, bệnh này không là khổ, bệnh này phải là khổ. Vì tôi có tiếp xúc nhiều người bệnh nhân mà họ có bệnh nào mà khổ. Cụ thể một thầy tôi đó, ổng bị bệnh tiểu đường mấy năm rồi, nó qua bên ung thư gan. Đến khi ông mất đó, trước khi ông mất thì bình thường, ông sống tình trung tỉnh vậy đó. Đến khi đó mình thường ông nằm bên mặt đi là ông mất, ông không có thấy đau đớn gì trên khổ. Đó mình thấy là có bệnh mà mất khổ. Đó, chính mắt là cuộc đời tôi thấy, không phải một người, nhiều người. Chết không phải khổ. Chúng ta nhìn cái chu kỳ của chết trong đời sống này thì chúng ta thấy chết thật ra, người chết thì sao khổ được, chết rồi biết đâu khổ. Nhưng người sống mới thấy khổ. Cái này mình nói nha, chúng ta nói chết là khổ, mình cái chết đâu mình biết khổ, chết đâu có khổ. Tại vì chúng ta chưa chết là sao chúng ta có kinh nghiệm về chết rồi chúng ta biết khổ hay không? Cái đọc sách này thôi chứ biết được. Mà khi chúng ta chết rồi không biết gì nữa mà khổ gì không khổ, thấy không? Đó. Bây giờ đặt một câu hỏi đây, nếu giả như loài người không chết thì bây giờ chúng ta không có đất mà ngồi đây rồi nha. Chúng ta phải đi nhà đâu chứ biển rồi ở hay ở đâu, chứ còn chỗ nào mà ở, phải quá đông người đi. Đó. Chúng ta chết như vậy đó. Cái sanh cái chết, bây giờ đất đai còn mắc mỏ. Hồi xưa các vị qua Mỹ thì một cái nhà ở Như Tân này, cái nhà nhiêu? Khoảng chưa tới 100,000 đó. Thì nữa cách đây cũng 20 năm nhà đâu tới 100,000 đâu. Giờ cái nhà thường thường phải 200 mấy đúng không? 200 trăm đồ lên. Mà may là cái chết á, mà ai cũng sống biết không chết thôi, cho đất chết chịu tình hết đất luôn. Đó. Thương mà xa có khổ không? Chúng ta nghĩ là khổ mà không phải khổ. Giờ tôi hỏi các vị nè, giờ các vị có một đứa gái hồi nhỏ giờ nó ở với mình, giờ 55 tuổi rồi mà có ông chồng rước ra đi, mình mừng hay khổ? Mừng muốn chết thì chết khổ gì, ở mình chết nó luôn nha. Đó. Rồi bây giờ mình có thằng trai nó ở với mình đến từ nhỏ lớn, mình thương ở gần bên vậy đó, mà khi nó nghe mình đang ở tại Thế Xịn, bây giờ có một cái giấy ở trên New York gửi xuống là nó đọc bác sĩ học trên đó, mình mừng hay vui? Mừng muốn chết thì sao? Mừng đó là thương mà xa đó, mà mừng thấy không? Thương mà xa mà mừng đâu khổ đâu. Như vậy cái thương này mà xa nó là khổ, quá là khổ. Rồi ghét mà gần. Ghét mà gần là khổ không? Đây bữa đời ghét, ghét mà gần. Giờ mình nói cao tâm thật sự đi, mình có chấp nhận hết tất cả mọi người trong gia đình mình không? Mình chấp nhận everything không? Ông chồng mình có thích chỗ mình thích, cái chỗ đâu có thích đâu. Đó. Khi thương nhau cũng nói là im dịu, mà bực lên cũng la mắng rồi kinh lộn rầm sau khi ghét. Đó. Khi ghét. Và chúng ta thấy rằng á, trong cuộc sống á,
không thể nào loại bỏ cái ghét của chúng ta hôm qua rồi đây. Cái đó là cái khổ, là cái mâu thuẫn trong cuộc sống, phải có sự mâu thuẫn, không có mâu thuẫn được. Để tôi hỏi các vị nè, một cái bà nuôi thằng trai lớn lên, thằng con trai đi học về, bà có dám ăn cơm, bà chờ cơm cho con, quần áo thằng con bỏ ra bà giặt trước rồi, chưa chưa để giặt nữa. Tự nhiên nó rước nhỏ là đem về không biết, nó giặt quần áo cho vợ nó là một nè. Bà thấy cái gai tinh rồi không? Tiếng Việt mình gọi là gai, gai tinh rồi nha. Rồi mẹ thì chờ cơm, khi nó có vợ về nó mới chờ cơm mẹ, nó chờ cơm vợ không mà ai mình chịu nổi không? Như vậy thế nào là giữa bà mẹ chồng với đàn dâu mà không giận nhau được? Tôi gặp trường hợp đó rồi đó, hổm với điện tôi gặp trường hợp với chị kia, chỉ với con dâu chỉ thù nhau mà thù mà vì người trí thức không nói ra lời. Anh chị nói thật chứ, nói con ghen với con trai con ghen hỏi sao, nó có đứa con trai dù nó lớn giờ nó có vợ để con về gì cũng thương vợ cho con ghen, con nó tức ghê lắm mà không biết sao hết nữa. Ban đầu con tỏ thái độ nghĩa là con quỷ, nhưng sau con thấy nếu con quỷ con dâu con thì con trai con nó sẽ ra khỏi nhà, mà ra khỏi nhà thì mất trai rồi thì khổ nữa. Do đó khổ mới thay đổi chứ thôi. Bắt đầu thân cận với dâu, cô già thầm mới cỡ luôn. Thân cận một hồi rước dâu thương khổ vô cùng. Cổ muốn điều khiển thằng con không điều khiển con nữa, điều khiển dâu, dâu điều khiển con luôn. À, điều khiển everything thằng con trai luôn. Nhưng thời sau có hành thiền, cô thấy nè, cái thằng ác thằng. Cô thấy được cái thằng ác của thằng thiền. Thực ra là cái tâm cô đánh lừa, cô đang thù hận cô dâu. Cô biết cô dâu thành công cụ của cô để thỏa mãn cái ghen tức. Muốn mà không được có khổ không? Tôi nghĩ muốn mà không được là làm phúc đó. Tại sao các vị? Tôi cho một câu chuyện nè. Ngày xưa hồi đó tôi xem câu chuyện một người đó, có cái ông đó, ông ngồi ở dưới gốc dừa, anh nhìn lên thấy dừa, cái dừa bên kia các cái nó ướt gì tôi cái trái dừa kia, trái dừa còn rất xuống trong đầu đấy đó. Tại vì vợ muốn gì cũng được, mình thấy khỏi vui. Tôi chứng minh nha, trong gia đình chúng ta là bốn người, hai vợ chồng hai đứa con nha. Vậy các cụ làm thử đi, nói rằng hôm nay gia đình mình đi ăn pizza hay ăn spaghetti hay ăn phở ăn mì, bố ý kiến hết nhau rồi, không ai chúng ai hết đó. Đó, và chúng ta thấy rằng nếu trong đời sống này cái gì cũng mình muốn gì cũng được là chiến tranh xảy ra trong gia đình liền, xảy chiến tranh liền rồi. Tại bốn người ý muốn khác nhau mà vì người nói là năm người mười ý mà, thấy không? Và chính bản thân mình cũng vậy nha. Khi mình muốn cái gì nó may một cái là mình chồng giờ mình làm, mà cố gắng mình làm một cái làm được tiền đó, là hư diện liền. Bên đó là thích trồng cây như bóng mát đó. Mà rút kinh nghiệm rất là nhiều lần. Ngày xưa tôi đến đây đó, đào lỗ nó khó lắm. Làm cái lỗ là thằng Mỹ nó ăn 20 đô mình sẽ lỗ đó, mình phải đào chứ đâu có tiền mà thuê đến nhiều vậy. Mà chiều sẵn sẵn tôi đã lạnh lắm, chiều sẵn mà rác trồng xong hàng cây này đứng nhìn ngắm sướng mắt vô cùng. Đêm đi sáng mai ra thì không phải muốn ra hết làm bài, thấy không? Chứ hồ đó đừng có làm liền, đào lỗ để đó thì rồi sáng mai ra trồng thì ok rồi. Thấy chưa? Thấy muốn gì được đấy là hư diện liền này, phải muốn gì được đấy là hư diện. Đó, chúng ta cảm ơn cái rằng muốn gì không được nấy. Nhờ vậy chúng ta mới cố gắng, mới làm việc, mới sáng tạo, mới học thất bại để thành thành công, đúng không? Thấy không? Như vậy tại sao cái này Đức Phật gọi là khổ? Này là khổ. Khổ. Vì sao? Vì cái này nó là thực tế cuộc đời, không cái cuộc đời nằm ngoài này đơn. Thì tôi hỏi các vị ngồi đây là có người nào cuộc đời các vị ngoài chuyện này không? Không thể nào thoát chuyện này được, không có thoát chuyện này được. Nó là thế này này, nó là bức tranh cuộc đời. Cái cuộc đời như vậy Đức Phật tại sao gọi là khổ? Ồ, hết giờ hả? Còn mấy phút nữa gì? Cái học viên còn này chứ? Còn 12 phút nữa. 12 phút nữa hả? Phật nói này nè.
Vì chúng ta cho rằng năm ổn là của mình. Thì hôm qua mình học cái năm ổn đó. Và mình có sự chấp thủ vào năm ổn, do đó mới biến cái ngày thành khổ. Nói lại nè, chúng ta chấp thủ vào năm ổn cho rằng năm ổn là tôi, là ta. Và từ năm ổn đó được biến ra năm thủ ổn. Năm thủ ổn. À, đây. Năm ổn. Năm ổn qua mình học rồi mà, bây giờ học đến lại. Năm ổn này cộng với thủ, nó thành ra năm thủ ổn. Thủ là gì? Thủ năm cái bốn này. Dục thủ, kiến thủ, ngã luận thủ, giới cấm thủ. Dựa vào cái thân xác của mình này, dựa vào cái thân vật lý của mình và tinh thần của mình này, hình thành cho rằng đây là tôi, hả? Đây là tôi, đây là tự ngã của tôi. Tôi là xem tôi ví dụ nha, ví dụ ai mình làm một việc gì đó đúng sai gì đó, người ta có ý mình phải nói người tôi nói gì á, chịu chịu thôi, đó là tôi là, tôi gì á, đó là tôi là đó, đó là tự ngã của mình á, tôi gì á, chịu chịu thôi, đó là tự ngã đó. Thì dựa vào chúng ta thấy rằng tôi là ai, là thầy Tam Hạnh này, Tam Hạnh làm thầy tu này, là đang dạy Phật tử rồi, vân mình dựa vào những khái niệm đó hình thành cái dục thủ. Dục thủ là gì? Là yêu và ghét. Cái gì ta yêu và ghét? Dục là yêu và ghét. Cái gì mình yêu thì mình tìm mọi cách để mình chiếm đoạt nè, mình giật giành nè, mình lấy cho được nè, mình tìm trăm phương ngàn cái để mình lấy cho được, gọi là dục thủ. Và khi chúng ta không thích thì chúng ta tìm cách triệt tiêu nè, tiêu diệt nè, nói xấu nè, nói xấu nè, rồi bôi nhọ nè, rồi mạt sát nè, vân vân. Cái đó là dục thủ hết. Dục thủ này là thương và ghét. Thương cái A thì ghét cái B, mà thương cái B thì ghét cái A. Thương người thương cả đừng đi vào, và ghét người ghét cả công ty hàng mày vậy đó. Ví dụ bây giờ tôi gặp cô này, không biết cô này thương ghét chuyện biết, hỏi con là ở đâu, nói dạ thưa thầy con ở đó, đó con ai con ở đó, bà đó hồi xưa bà chửi tường lòng, thì thấy là người đáng ghét liền, thầy đáng ghét liền tướng nè. Đó, dục thủ là gì đó. Hai, kiến thủ lệ thuộc vào những hiểu biết của mình, giới tính của mình nè, hiểu biết của mình nè, rồi văn hóa của mình nè, trình độ của mình nè. Cái gì mình do mình học hỏi từ gia đình, từ xã hội, từ trường lớp, mình cho đó là number one, còn người khác là sai, thì đó là kiến thủ. Thứ ba, ngã luận thủ là gì? Tạo thành ý thức hệ, tạo thành cái view của mình. Cái view mình dịch là sao? Gọi là quan điểm đó. Cái view tức là quan điểm, đúng không? Quan điểm đó là quan điểm riêng tư của mình, lệ thuộc về cái quan điểm đó. Và từ ba cái này hình thành cái giới thủ. Giới thủ là gì? Tức là bám chặt vào những nghi thức, những văn hóa, những sự cung kính, những cái hình thức văn hóa sinh hoạt của từng vùng, mà cho rằng những điều ấy đưa đến giải thoát, giác ngộ, giới cấm thủ, cái gì hết. Cộng bốn cái này lại, nó biến năm ổn thành năm thủ ổn, giữa năm thủ ổn thành đối kháng với cái này cho khổ. Cái này là không tôi, tôi đâu có chịu là sanh, đúng không? Vậy sanh là khổ. Cái này là thân tôi, thân của tôi thì tôi không chịu già, phải trẻ mãi không già, đúng không? Đó. Cái này là thân tôi thì tôi không chấp nhận bệnh. Cái này là thân tôi phải sống mãi không chết. Cái này là thân tôi thì tôi không chấp nhận xa lìa những người yêu của tôi. Cái này là tôi, do đó tôi không chấp nhận làm ở gần những người tôi ghét, đúng không? Cái này là thân tôi phải muốn gì được, được này, phải không? Nếu chúng ta đứng về mặt năm ổn không thì không có cái này, năm ổn nó luôn luôn sanh diệt, chúng ta học rồi. Nó lại nè. Hôm qua
năm uẩn thì luôn luôn vô thường khổ vô ngã, đúng không? Năm uẩn luôn luôn vô thường ngã có nghĩa là mà năm uẩn á thì luôn luôn sinh già bệnh chết thương mà ghét của mình, thì năm uẩn á nó luôn luôn hoạt động của năm uẩn là cái thương sinh già bệnh chết gần không được, thương không được, gần ghét mà gần muốn không được, đó là hoạt động của năm uẩn. Nó phải hoạt động vậy thôi. Quay chúng ta học rồi, năm uẩn luôn luôn vô thường khổ vô ngã. Nhưng cái tôi cái ta là không có vô thường khổ vô ngã. Đó là cái tôi cái ta không có vô thường khổ vô ngã. Khi chúng ta dựa vào cái tôi cái ta, chúng ta không chấp nhận cái này. Đấy. Mà không chấp nhận cái này thì là khổ hay vui? Khổ. Đó. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng tại sao chúng ta khổ? Vì chúng ta không chấp nhận cái này mà khổ chứ gì hết. Không chấp nhận mà khổ. Mà tại sao chúng ta không chấp nhận cái này? Là vì chúng ta có khái niệm là tôi là. Tôi là. Mà tôi là rồi á thì người khác đã khác rồi. Đó. Mà tôi là thì cái tôi đó nó không có thay đổi. Cái tôi có thay đổi nha. Có phải từ nhỏ lớn thì cái tôi không thay đổi không? Nhưng thực tế cái thân thể vật lý, tâm lý, sinh lý là luôn luôn thay đổi. Còn cái tôi đó nó thay đổi. Mà nó không thay đổi thì nó muốn không bị sinh, không già, không bệnh, không chết, phải gần gũi, phải tránh xa người ghét, phải không uống nữa nè. Đây, hai cái này nó chính là những khổ này. Đó. Chứ gì hết. Do đó nên cái đoạn kinh văn đầu tiên Đức Phật nói là cái khổ là gì? Cái khổ chính là cái chúng ta không chấp nhận sự thật cuộc đời, không chấp nhận được quy luật cuộc đời chúng ta có. Đây là quy luật cuộc đời. Quy luật đó chúng ta chấp nhận, chúng ta khổ. Và từ cái không chấp nhận đó nó hình thành ba cái khổ, từ bảy khổ đây nè nó biến thành ba cái khổ. Ba khổ đây: sinh già bệnh chết, sống thì ghét mà sinh già bệnh chết. Nguyên cái dòng này nè là khổ 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 đó. Xa cách những gì mình thương là phải khổ. Khổ. À. Mong ước muốn là hành khổ. Hành khổ. À, nó bị biến thành ra. Bảy khổ đến chia thành ba. Sanh già bệnh chết, ghét mà gần, khổ khổ. Thương mà xa là phải khổ, muốn mà không được hành khổ. Rồi mình giải thích đi, các vị giờ dễ hiểu các bạn qua học rồi, giờ nhắc lại thôi. Để các vị coi nè, nha, coi nè, dễ hiểu lắm. Đời sống là gì? Đời sống là sự quan hệ giữa mình và hoàn cảnh, phải đúng không? Đời sống là sự giao tiếp giữa bản thân của chúng ta và hoàn cảnh. Mà khi bản thân chúng ta tiếp xúc hoàn cảnh thì nó sinh ra một trong ba cảm giác khác nhau. Một là cảm giác dễ chịu, hai là cảm giác khó chịu, ba là cảm giác không dễ chịu, không khó, khó chịu. Thôi cái này mình ráng học thêm chút này cho hết cái khúc này nha. Chiều mình học thêm cái phần kia. Đây. Cái này các vị không hiểu là không có thực hành được, sẽ rất là khó. Nó muốn đậu trên này, nó muốn khổ khổ vậy nè. Vậy là ái mà phải xa đi vậy đây. Không phải. Đây là cái ta xe đi đó. Mình thích nó mà nó muốn tránh mình. Rồi, cảm ơn. Giờ các vị coi bản đồ nè, cái này phải thuộc nha. Phải thuộc về chuyên nghiệp. Các vị nói đến Phật giáo thì việc khổ, tu mà các vị không biết khổ gì sao việc được. Khi mà giác quan nè, giác quan cộng hưởng với hoàn cảnh, cảnh thì nó cho chúng ta có
một trong ba này: khó chịu, dễ chịu. Và trung tích thì rõ ha, dễ chịu, khó chịu, trung tích, cái này dễ hiểu rồi ha. Khi chúng ta tiếp xúc hoàn cảnh, tiếp xúc hoàn cảnh thì nó cho chúng ta một trong ba cảm giác: một là cảm giác khó chịu, hai cảm giác dễ chịu, ba cảm giác trung tính. Bây giờ khi cảm giác khó chịu phát sinh thì trong tâm chúng ta khái niệm rằng cái gì làm cho chúng ta khó chịu, không? Cái gì làm cho chúng ta khó chịu, cái đó thuộc về gì? Cái gì? Cái gì đây? Cái gì? Từ cái gì đây nó đưa ra một tầng nữa là gì? Là sự vượt mình, đối khác. Đối khác, từ đối khác đó nó ra đó là khổ khổ. Khổ khổ có nghĩa là khi chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh nào mà hoàn cảnh đó, đối tượng đó, âm thanh đó, lời nói đó làm cho chúng ta khó chịu, thì từ khó chịu nó cho chúng ta hình ảnh ngay là cái gì là chúng ta khó chịu đó. Bà nào là chúng ta khó chịu, ông nào là chúng ta khó chịu, lời nói làm chúng ta khó chịu, của ai qua qua, thì từ của ai đó nó phát sinh ra tâm sân này, là đối kháng. Đối kháng với cái này, đối kháng với cái này, đối kháng cái này. Khi tâm chúng ta đối kháng với cái gì đây thì phát sinh ra khổ khổ. Như vậy khổ khổ này là cái ảo giác. Vì sao? Vì nếu cái khó chịu này do cái gì đây, mà cái gì đây do người mình yêu, thì mình không thấy khổ khổ rồi đó, mình thấy sung sướng, đúng không nào? Ví dụ như các vị để một dĩa bánh trên bàn để cho con trai mình đi về nó ăn, nó đi thằng bạn nó về, mà mình ra mình thấy dĩa bánh bóp phải ăn, nó con trai mình ăn thì mình vui, đúng không? Mà nghe bạn nó ăn mình giận liền, là tại sao để dành con ta không ăn, đúng không nào? Như vậy rõ ràng là cái đối kháng này, cái gì đây quan trọng lắm, là cái gì? Cái tưởng, nó không kéo cái tưởng, tức là gì? Là tục đế đó, là khái niệm đó. Đó, cái này rất là quan trọng, nó tạo cho chúng ta đối kháng thành là khổ khổ. Nhưng khi chúng ta tiếp xúc hoàn cảnh, nó tạo cho chúng ta được dễ chịu. Hoàn cảnh là chúng ta dễ chịu, thoải mái, thì nó hình thành ngay cho chúng ta thông tin ngay trong bộ não, cho thông tin liền cái gì làm cho chúng ta dễ chịu. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì? À, và từ cái gì đây không phải đối kháng mà là lệ thuộc, chạy theo lệ thuộc liền. Lệ thuộc họ các vị là khi mà lệ thuộc nó, mình muốn nó còn hay nó mất? Còn lệ thuộc là muốn nó còn đó. Mà muốn nó còn thì cái mong muốn đó làm cho mình dằn vặt, mình phải bảo vệ, phải lo lắng. Chưa quen người đó đi đâu kệ nó, mà khi mình thích nó rồi nó mới đi ra đó, bây giờ biết người này đi con nào để miếng đó là nó đó. À, bữa nay sao mà bình thường 9 giờ ông thấy ông mà sớm này ông về, bữa nay cha mẹ đi đâu mà 10 giờ tối chưa thấy về, tắt đèn bây giờ chờ đó. Bị cái này lệ thuộc đấy, mình lệ thuộc trở thành hoại khổ. Khổ là vì khổ về sự vắng bóng của đối tượng gì ra. Còn cái khổ này là gì? Là sự có mặt của đối tượng. Thấy chưa? Cái khổ trên là vì sự có mặt của đối tượng. Cái khổ thứ hai là vì lo lắng sự vắng bóng của đối tượng, mất mát đối tượng, thay đổi đối tượng là khổ. Đó. Thì mình thấy hai trường hợp đó chưa? Thứ ba này, nếu không nằm trường hợp khó chịu dễ chịu, nằm trường hợp ở trung tính, thì khi đó chúng ta là cái gì luôn? Cái gì? Cái gì? Cái gì đó đó thì chúng ta lại đi tìm một cái mới ở trong tư tưởng mình. Mình nghĩ là mình được cái đó mình rất hạnh phúc. Ví dụ buổi sáng Chủ nhật mình nghĩ hôm nay Chủ nhật mình sẽ ở nhà, không làm gì hết, quét nhà, dọn nhà và con mấy đứa nhỏ thôi, thế mới ngồi chút cái tắt điện thoại đi
nghe là trời ơi mày biết không, cái gì mày bữa nay cái mò đó nó xeo dữ lắm, nó xeo mấy cái túi sách, mình không mua là ngày mai nó không xeo nữa. Thế là trong đầu mình hình thành liền, trước một giờ đó mình không nghĩ tới cái chuyện hạnh phúc do có cái túi sách ở nơi cái mò đó, mà khi nghe thông tin nó nghĩ rằng nếu mình đến cái mò đó mình mua được túi sách đó mình rất hạnh phúc, không là lâu tập bỏ đồ kế hoạch cả một ngày ở nhà bỏ hết, phải lấy xe chạy đến nhà bạn cùng đi mua, đó là hành khổ, là bị gì, bị tìm kiếm đưa đến hành khổ. Tức là cái này là gì, tìm kiếm hạnh phúc theo ý tưởng của mình, tìm kiếm hạnh phúc trong tương lai là hành khổ, hay là chán cái này tìm cái mới là hành khổ hết đó. Và Đức Phật dạy cái này chân lý nguồn gốc của khổ chính là ái dục đưa đến tái sanh, đi cùng với vui sướng thèm khát, tìm kiếm vui sướng chỗ này chỗ kia, đến giờ đó tìm kiếm vui sướng chỗ này chỗ kia. Như vậy cái bài học này chúng ta thấy một điều này rất là học, rất là quan trọng để rất là tỉnh giác các Phật tử. Khi chúng ta tu tập theo Phật giáo muốn hết khổ, mà chúng ta nói tu để tìm hạnh phúc, để được hạnh phúc là chúng ta càng khổ thêm, nó làm như thế. Khi chúng ta đến Phật giáo tu tập để tìm hạnh phúc, để được hạnh phúc là chúng ta rất là hạnh khổ rồi đó, rất hạnh khổ rồi đó. Mà tu theo Phật giáo là gì? Là chúng ta phải đối diện với cái khổ, hiểu cái khổ để không lệ thuộc nó mới gọi là hạnh phúc. Nói lại nè, hiểu khổ để không lệ thuộc nó mới là hạnh phúc. Còn đến Phật giáo tu tập để mà chạy đi tìm hạnh phúc là đang bị hạnh khổ. Và hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc là cái ý tưởng của mình thôi. Thực tế hạnh phúc không thể nằm trong ý tưởng mình được đó, không phải nằm ý tưởng mình được, mà khi chúng ta không lệ thuộc nó chính là hạnh phúc. Giờ tôi hỏi các vị nè, một cái anh cảnh sát anh đến, anh đưa hai chiếc còng cho mình, chiếc còng bằng sắt, chiếc còng bằng vàng, anh nói bây giờ mày chịu còng chiếc còng nào đây, mình phải chịu cái nào không? Như vậy chiếc còng vàng là hạnh phúc đó. Nếu chúng ta bị lệ thuộc hạnh phúc là bị còng bằng chiếc còng bằng vàng, mà nếu chúng ta bị đau khổ là bị còng bằng chiếc còng bằng sắt. Bây giờ tôi cho ví dụ khác nè, người ta nhốt các vị vô trong một cái nhà toàn là vàng không à, cái gì cũng vàng, muốn gì được nấy trơn, mà nhốt đó không cho ra ngoài, và cho các vị ở trong một cái nhà bình thường thôi, nhà tranh rất bình thường cũng giống như vậy, thì nhà tranh nhưng được quyền mở cửa đi vô đi ra, thì mình chọn cái nhà nào? Nhà tranh này không đó. Giờ đừng có nghĩ đi tìm hạnh phúc để chúng ta được hạnh phúc đi nữa, tìm hạnh phúc đi nữa mà chúng ta coi như là lệ thuộc đó, thì cái đó vẫn là đau khổ đó. Giờ đó Đức Phật nói này, thứ nhất là sự khao khát các dục lạc khách qua, khao khát hạnh khổ này đó. Thứ hai là gì? Khao khát được tồn tại, hỏi khổ. Khao khát vì mất mát, khổ khổ đó. Bên này là mình muốn cái này tồn tại, nó không tồn tại thì mình bị khổ. Còn cái này mình muốn nó mất đi, mình không chịu mất là mình khổ. Như vậy trong cuộc sống chúng ta luôn luôn sống trong ba khổ này hết, khổ khổ hành khổ hỏi khổ. Và câu cuối cùng như thế này, chúng ta đến đạo Phật chúng ta muốn diệt khổ, đừng bao giờ các vị muốn diệt khổ trong sách này, sách hỏi khổ, đừng có diệt khổ theo kinh điển này, bỏ ra đi hết, không có diệt được đâu. Mà các vị phải nhìn lại mình đang bị cái khổ gì, thuộc về khổ khổ hành khổ hay hỏi khổ. Đầu tiên chúng ta phải biết khổ trước, biết khổ nào mới diệt nha. Cái đến chùa lọ gõ mỏ tụng kinh trì chú ăn cây tụng kinh niệm Phật thì cố không biết khổ gì sao diệt được, không biết làm diệt được đâu. Chúng ta phải biết rằng chúng ta đang bị cái khổ gì đây, và khi chúng ta biết là chúng ta khổ khổ là từ đâu ra, từ cái gì đây này, mà từ cái gì đây là do chúng ta tiếp xúc, cũng qua chúng ta học được có xúc mới được cái khổ đó, có sự tiếp xúc. Còn chúng ta thuộc hỏi khổ là biết từ đâu, từ cái gì đây, cái gì đây là cái khái niệm, cái gì đây đó là do sự tiếp xúc đó. Chúng ta tìm nguyên nhân của vấn đề
và những cái gọi là cái duyên của vấn đề thì mới đưa đến khổ khổ hạnh khổ hạnh khổ. Khi chúng ta thấy biết là chúng ta đang khổ khổ thì chúng ta xử lý theo đường này, chúng ta biết chúng ta hoại khổ xử lý theo đường này, chúng ta biết hạnh khổ theo xử lý đường này đó. Thì trước khi dứt lời tôi cho một cái ví dụ ngắn để các vị xem được nhiều bài học các phòng sau đây các vị biết. Đạo Phật nói là khổ không phải là đau khổ, mà đời sống không có cái gì vừa ý mình, mà mình lại muốn đời sống vừa ý mình thì mình khổ. Giờ tôi chứng minh nha, cho các vị coi nè. Giờ tôi đứng giữa đây là trung tâm của căn nhà này, đúng không? Trung tâm này đầu kia là hạnh phúc, cho rằng đầu kia là hạnh phúc, đầu này là đau khổ. Giờ hiện giờ mình đứng giữa khoảng cách bằng nhau ha, từ đây đến kia là cho là bằng, từ đây đến kia, từ này đến kia là đau khổ bằng hạnh phúc, hạnh phúc hạnh phúc, đau khổ hạnh phúc đau khổ. Giờ các vị coi, tôi đang tìm về hạnh phúc, tiến về hạnh phúc thì đau khổ càng nhiều hơn ít. Thế này cảm ơn thấy rõ ràng chưa? Mà nếu tôi đang đối diện đau khổ, trực tiếp đau khổ, xong tới đau khổ thì hạnh phúc tôi càng lớn đi. Rất là dễ hiểu trong mình này đó. Thấy không? Đời sống chúng ta chạm trán với nó, xung đột với nó, đụng thẳng với nó, luôn thấy tôi thấy nó hạnh phúc nào nói thế nào rồi. Đó. Tôi nói bài học nó vậy, tôi ở chung với Mỹ á, trời ơi, đau bụng mình ghê. Còn cũng chỉ với Mỹ không à, khó lắm. Cuối cùng mình phải phải tư vay với mình. Giờ có ổng mình bực mình, nhưng mình đi xe thì ai chở mình đi nếu vắng mấy ổng. Phải chia thẳng với đó. Có mấy ổng thì mình kêu dậy tụng kinh bực mình, nhưng không có mấy ổng thì mình cũng tụng kinh bực mình, mà không ai phụ hết tụng mình, rét của ổng luôn. Rồi. Có mấy ổng thì mình phải nấu ăn, nhưng rồi ăn xong phải rửa chén. Còn có mấy ổng mình nấu xong rồi phải rửa chén. Mấy người rửa chén hết nha. Mỹ chứ gì rửa chén mà nó quanh luôn á. Rửa chén thôi người Việt đó nha. Phật tử mình nên rửa chén mà không chịu. Lâu nay tôi thấy mình lên mình rửa, mình cầm xong xuôi rửa hai lần. Rửa kỹ lắm, người Việt rửa chén rất là kỹ. Sao vậy? Thì hỏi sao ở nhà cái gọi rửa chén. Đó, khi chúng ta phải tôi thấy vấn đề là chúng ta thấy rằng rõ ràng là chúng ta không thể bắt cái cổ nó ngắn lại, cái cổ con vịt đó nó ngắn lại, mà bắt cái cổ con rùa nó dài được. Chúng ta phải chấp nhận rằng cái cổ con ngỗng, con vịt nó phải dài, chấp nhận nó thôi. Và chấp nhận rằng cái cổ con rùa phải ngắn thì chúng ta ok để chúng ta sống. Và chúng tôi đặt một vấn đề này cho mình đó nè. Với tuổi đó của ổng thì mình có giỏi hơn bây giờ không? Với tuổi ổng tôi cũng ham ăn, ham ngủ, ham làm biến, ham trốn thần kinh, đụng giống nhau khác gì đó hết. Chẳng qua giờ mình già rồi mình nhìn lại mình vậy thôi. Chứ hồi với tuổi như ổng là mình cũng vậy à, cũng trốn thần kinh nè, trốn học nè, rồi cũng copy nè, rồi đủ cái chuyện đó. Hồi tôi dạy ở Việt Nam á, là tôi nghiêm cấm học trò không được copy nha, cấm được copy nha. Nên qua Mỹ tôi học thì tôi phải copy à. Cũng biết là cái gì. Cái đó thực tế là như vậy đó. Thì mình thấy rằng khi chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người và mình đặt lên các con mình không, thì mình tìm vấn đề đó đây. Cái đừng ảo tưởng gì đó, đừng ảo tưởng vấn đề. Phải phải tôi thấy vấn đề và hạnh phúc nằm ở trong đó. Thì anh vọng rằng các Phật tử chúng ta học thì chúng ta sẽ nói với chính mình và gia đình mình và người xung quanh, đạo Phật nói đời là phải khổ đúng, vì không có gì vừa ý mình trên. Mình nhờ rằng không có gì vừa ý mình thì chúng ta mới vươn lên được, mới thành công được, mới làm việc được. Các vị coi nè, tất cả các vị qua đây nè, đều biết lái xe được thấy không? Ăn mặc sạch sẽ không? Việt Nam có bà già đúng lái xe không? Ở không là phải nhìn cái thực tế đó. Và rõ ràng bây giờ các vị sẽ có cư xử lịch sự hơn nếu chúng ta ở Việt Nam. Mình phải thú thật điều đó. Cái hoàn cảnh nó bắt buộc chúng ta phải vậy thôi. Khi chúng ta phải tôi phải hoàn cảnh nó phải biết lái xe. Thấy không? Phải tôi phải hoàn cảnh phải biết đi làm. Phải tôi phải hoàn cảnh là phải biết cái lại của Việt Nam nó cầm cái gì đó thôi. Thấy không? Thì mình thấy rằng cái khổ nó hay lắm. Nó hay ghê lắm. Cái khó thì nó ló. Cái khôn nó ló khó khôn. Nếu chúng ta biết vận dụng, còn không cái đó thì nó bó cái khô lắm. Vì vậy chúng ta biết rằng cái khổ mình phải nằm một bằng cái khổ đó nha. Giờ cái khổ chúng ta mới để sống thật vui lên.
Còn không nó khổ là chúng ta trở thành con vật. Thật sự như vậy. Và các vị biết rằng trong các cái dân tộc trên thế giới, tại sao những dân tộc nào ở vùng tiết lạnh đó, họ lại là về khoa học kỹ thuật họ phát triển hơn những vùng ở trên xứ nông? Tại họ sống đời sống cực quá, bắt buộc thôi. Thì mình thấy cái nhà Việt Nam mình khác nhà Mỹ thì nó chứ. Các vị biết xây cái nhà Việt Nam đơn giản lắm, xây cái nhà Mỹ nó hơn 100 cái cấu nhỏ nhỏ cái cấu luôn, bằng gỗ không mà còn giấy không mà rất là chắc. Tại trong cái hoàn cảnh này bắt buộc phải làm như vậy thì bắt đầu sáng kiến lên. Và tôi hỏi các vị này nè, tại sao người Mỹ nó là cái nước này của nó đó, còn đất nước của mình Việt Nam mình ở nửa quả thì tàu luôn, mà tại sao mình qua đây mình thành công, chở búa cái gì lại không mệt không thành công? Tại vì nó lại là không chấp nhận cái khổ đau, nó không chịu vươn lên. Còn mình giờ phay tôi phay với hoàn cảnh quá khó khăn đi, cái đó mình phải vươn lên cho đó mình thành công như vậy đó. Là cái điểm đặc sắc nhất của người Việt mình là với hoàn cảnh nào cũng thành công đó. Nó thành công tại vì mình chịu chấp nhận cái điều khổ đó để mình vươn lên. Còn nó thì nó không chịu. Nó không chịu là gì? Sáng làm nhiều chiều nhậu đơn. Còn mình không chịu gì? Đâu phải đúng. Tôi khu vực tôi ở Mỹ không biết mà. Nhậu miếng thôi. Chiều thứ bảy là thôi, tối thứ bảy cũng không được với nó rồi đó. Rồi nó nhậu, nó ca, nó hát rồng 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 cái ngày vậy đó. Thế làm sao còn tiện được? Vì nó không chấp nhận cái khổ. Còn mình vẫn chịu khó, chịu cực để mình vươn lên. Mình vừa luôn luôn đối diện với cái khổ. Người Việt mình đó thật là giỏi nha, thì là giỏi luôn đó. Thì tôi mong muốn rằng các tử chúng ta hiểu được cái điều đó, chúng ta thấy rằng bất kỳ hoàn cảnh nào trong đời sống nó cũng không với mình đâu. Thì mình phải tập thích nghi hoàn cảnh và thích nghi hoàn cảnh, học hỏi từ hoàn cảnh thì chúng ta vươn lên chứ không có đậu xe hết. Chính trong hoàn cảnh chúng